Hello, xin chào các bác. Chào mừng các bác quay trở lại với kênh YouTube của Trường Authentic. Buổi tối ngày hôm nay thì em lên đây giao lưu gửi đến cho các bác. Ở đây chính là hai con phiên bản đồng hồ với hai thương hiệu khác nhau. Và chắc hẳn các bác ở đây cũng có biết những cái thương hiệu này. Và cũng em cũng lên video khá là nhiều về những cái thương hiệu này rồi. Đấy thì ngày hôm nay em gửi đến cho bác hai cái mẫu phiên bản này. Các bác nào quan tâm thì các bác có thể liên hệ trực tiếp với em qua số hotline nhé, 0969732822. Con đầu tiên thì em sẽ đi vào cái con t-shirt này đi. À con OP chứ, em xin lỗi. Con OP này nhá, em sẽ để cái con t-shirt này qua một bên. Con OP này thì nó sẽ có một cái kiểu dáng thiết kế. Một cái model này là một cái model khá là đẹp. Và em nghĩ rằng là cái model này sẽ cực kỳ hợp với những anh em nào mà thích kiểu sang trọng. Tại vì cái những cái con phiên bản đến từ nhà OP ấy, thì nó sẽ thiết kế kiểu dáng của những cái thương hiệu đồng hồ nổi tiếng trên thế giới như là Rolex này hoặc là Hublot này. Đấy thì nó sẽ thì cái thương hiệu này thì người ta làm lại rất là nhiều cái model của những con phiên bản đồng hồ nổi tiếng trên thế giới. Thì trước mặt các bác đây là một con phiên bản, một cái model phiên bản đến từ nhà OP. Và cái con này thì nó mang trong mình một cái thiết kế như một con phiên bản Rolex. Người ta hay gọi những cái phiên bản OP này nè, những con tiểu Rolex các bác nhá, tiểu Rolex. Trước mặt các bác đây thì nó sẽ cái model này thì nó sẽ có là mặt màu xanh. Xanh dương chảy tia các bác nhá, sẽ có hiệu ứng chảy tia này. Đấy OP, Onipianus Sportmaster, phiên bản này phiên bản Sportmaster, phiên bản này phiên bản máy cơ các bác nhá. Và cái size mặt của cái con này là size mặt 40. Đấy chuẩn của nó là 40, chỉ có một cái size mặt là 40 và một cái size mặt là 36 thôi. Đấy, đây là hai cái phiên bản. Đó, con này là các bác có thể thấy rằng là các kim cọc giờ của nó này. Thiết kế 3 kim một ô lịch ở hướng góc 3 giờ và nó có hiệu ứng giọt nước. Hiệu ứng giọt nước này thì kính lúp ấy thì nó sẽ dễ dàng hơn cho các bác khi các bác xem giờ. Đây trên mặt kính đây. Đó và cái con này thì các bác sẽ có các cọc giờ của nó được đính đá các bác ha, được đính đá. Đính đá này thì đính đá thôi chứ không phải là kim cương nhân tạo gì cả. Đấy và nó sẽ có một chút dạ quang ở trên phần thân kim này. Đấy một logo thương hiệu đến nhà OP. Đó và phiên bản Japan. Đấy Japan Moment. Và khá là nhiều bác hỏi về cái cỗ máy của con này. Cỗ máy của con này là một trong những cỗ máy đến từ nhà Seiko. Đấy và nó là cỗ máy thương mại đến từ nhà Seiko. Nếu đúng mà các bác tìm hiểu ấy thì nó sẽ là cỗ máy NH36. Đấy, cỗ máy thương mại sản xuất để bán cho những cái thương hiệu khác đến từ nhà Seiko các bác nhé. Đó, và con này thì nó sẽ có một cái thiết kế khá là đẹp. Khi mà viền băm ở bên ngoài của nó thì nó sẽ thiết kế đờ mi vàng này. Đấy, kể cả cái phần dây của nó nữa này. Đó, nó sẽ có một cái núng chỉnh ở hướng góc 3 giờ đây. Các bác phải vặn ra nhá. Cái núng chỉnh này là núng chỉnh skill down. Núng chỉnh này là núng chỉnh núng vặn cổ chai ấy, thì chúng ta phải quay. Đấy vặn ra thì nó mới bật ra thì chúng ta mới chỉnh giờ được. Đấy và các bác sẽ con này sẽ có lên có tay cho các bác này. Đó và nó sẽ có cái hacking stop. Đấy là cái hiệu ứng đấy là cái chức năng dừng kim giây khi chỉnh giờ. Và con này thì có độ tích cót lên đến tầm 40 giờ. Và khi mà các bác chỉnh giờ xong ấy, đây ví dụ như đây là em đang chỉnh lịch ngày này, các bác nấc ra nấc giữa chỉnh lịch ngày nhá, nấc ra thêm một nấc nữa là các bác sẽ chỉnh lịch giờ nhá. Đây như thế này. Đó và cái con này các bác nhấn vào, các bác vừa nhấn và vừa vặn vào nhá. Đấy các bác vừa nhấn và vừa vặn vào thì nó mới vào được. Đó và cái con này thì nó thiết kế với một bộ dây zoom mini. Bộ dây này bộ dây ôm tay cực kỳ là sát. Nó ôm kiểu thoải mái các bác, không phải là nó quá nặng. Đấy nhưng mà nó ôm cực kỳ sát tay như thế này. Các bác có thể thấy, có thể hình dung ra ha. Đây là cái size 40, em đeo trên tay của em đây, lên tay thử cho các bác. Cực kỳ đẹp này. Đó. Nó ôm cực kỳ ôm tay luôn. Đó, khóa giật nha các bác nha, đến từ thương hiệu OP.
Những con phiên bản Mi này em đang bán mức giá của nó là 3.950.000 đồng. Giá hiện tại đang là giá tốt nhất thị trường, tại vì đợt trước thì nó có tăng lên 5-600.000 cơ. Đấy, và em bán 4 triệu 2 cho phiên bản Mi, còn 4 triệu cho phiên bản thường. Nhưng bây giờ thì em bán để cho các bác mức giá tốt hơn, để các bác là 4 à 3 triệu 950.000 đồng cho phiên bản Mi và 3 triệu 750.000 đồng cho phiên bản thường các bác nhé. Giá này thì trên thị trường là tốt nhất rồi. Đấy, và đây là một con phiên bản Olympianus nhé. Nó đầy đủ hộp sổ cho các bác. Đây là con đầu tiên nhé. Đấy, tiếp theo thì chúng ta sẽ đi đến với một con phiên bản hàng mới. Phiên bản này mới cực kỳ luôn. Và phiên bản em mới về. Ở t-shirt này. Đó, và nó sẽ có một cái chiếc hộp như thế này cho các bác. Đấy, t-shirt ha. Con này là một con phiên bản t-shirt dummy. Đây. Hay Stenograph này. Đó, đây là cái quyển sổ các bác có thể về tham khảo ha. Đây em sẽ mở ra cho các bác xem về cái con phiên bản t-shirt này. Phiên bản này em phải gọi là khá là đẹp khi mà nó thiết kế giữa cái con luxury mang âm hưởng của những cái con mang cái chất đấy, mang cái thiết kế của những cái con luxury mà nó lại có thêm một chút của những con Cartier nữa. Trước mặt các bác đây là một con phiên bản t-shirt và nó thiết kế kiểu khá là đẹp. Khi mà nó được trang bị trong mình một cái mặt dial màu trắng và có vân xoáy đồng tâm, vân xoáy ở tâm ha các bác ha, các bác có thể thấy ở trên cái mặt dial của con này, và nó sẽ có cái logo t-shirt này 1853 này. Đấy, có một cái ô cửa sổ ngày, à ô cửa sổ thứ ở hướng góc 12 giờ và ngày ở hướng góc 6 giờ nhá. Các kim cọc giờ của nó, kim cọc giờ kẻ vạch làm thanh mảnh nên là nhìn khá là mềm mại. Thiết kế ba kim, và ở dưới phần thân kim dây ấy thì nó sẽ có một cái chữ T, T này ký hiệu cho nhà t-shirt các bác nhá. Phiên bản này phiên bản Swissmade, phiên bản Thụy Sĩ, sản xuất và lắp ráp tại Thụy Sĩ. Đấy, và cái con này thì nó được trang bị cho mình một bộ dây. Dây này là dây thép đúc đặc các bác nhá, và nó làm kiểu dummy khá là đẹp khi mà nó có những cái chi tiết nhỏ ở trên cái phần dummy vàng này. T-shirt này 1853 này, và ở đây thì nó sẽ có trong mình đây, các bác có thể thấy mã hiệu của nó là T065.930 này, .22.031.00. Đây là mã hiệu của nó, các bác có thể search trên Google. Còn ở dưới là cái số serial number của nó. Stainless steel này, PVD, mạ vàng PVD ha. Độ chịu nước của con này là 5 à 3 33 33, ở đây có nghĩa là 30 mét nước thôi, độ chịu nước cơ bản đây các bác nhá. Còn ở đây thì nó được trang bị cho mình một khối kính sapphire nguyên khối. Với một cái thiết kế như thế này thì nó, đây các bác có thể thấy này, đáy của nó cũng là đáy kín luôn. Đấy, đáy của nó cũng là đáy kín luôn chứ không phải là đáy hở. Đấy, những con này thì khá là nhiều bác thích này, tại vì cái đáy của nó không phải là đáy hở, và cái về cái mẫu thiết kế này thì nó khá là đẹp. Đó, con này thì nó sẽ có một cái mặt kích thước size. Size mặt của em nó chính là 39.2. Cái size mặt tương đối dễ đeo, khi mà cổ tay của những anh em trên dưới 16 đeo những con này vô cùng hợp. Đây em sẽ lên tay cho các bác xem về cái con phiên bản này nhá. Đây ví dụ như cổ tay của em đây. Tay em thì đợt này nó đen rồi các bác ạ, đi nắng nhiều quá đen rồi. Đấy, và đeo trên mình cái con t-shirt này cũng vô cùng đẹp này. Đó, các bác có thể tham khảo thêm. Ở đây thì nó sẽ có một cái núm chỉnh cho các bác nhá. Đây là núm chỉnh có độ tích cót này. Đấy, các bác có thể thấy này. Đó, độ tích cót có vặn cót tay ha, có lên cót tay, dừng kim dây khi chỉnh giờ. Máy Nhật thì chúng ta không không còn phải lo lắng gì rồi. Đấy, về riêng về máy Nhật thì nó cực kỳ, à máy Thụy Sĩ, em xin lỗi, máy ETA đến từ Thụy Sĩ. Đấy, nãy giờ em nhầm có máy Nhật. Những con máy ETA đến từ Thụy Sĩ thì chúng ta không cần phải nghĩ ngợi rồi. Tại vì những con phiên bản t-shirt này thì máy của nó cực kỳ ngon. Đó, ngày hôm nay em gửi đến cho các bác cái mẫu sản phẩm t-shirt và một con OP. Con t-shirt này em đang gửi đến cho các bác mức giá của nó là 6 triệu 800 nghìn đồng. Cực kỳ rẻ, 6 triệu 800 nghìn đồng cho con phiên bản này nhá. Đó, đây là cái con
Còn cuối cùng trong buổi tối ngày hôm nay, với một mức giá cực kỳ là rẻ và ưu đãi cho các bác, 6 triệu 8 một con t-shirt nhá. Các bác biết rằng là cái dòng t-shirt này thì giá của nó cao đến mức nào rồi, mà em bán với mức giá của nó chỉ có 6 triệu 8 thì các bác cũng biết rằng là em săn sale về được cho các bác nó rẻ đến cỡ nào. Đấy, chỉ có 6 triệu 8 cho em này nhá các bác nhá, cực kỳ đẹp. Các bác nào quan tâm về cái dòng này, các bác có thể liên hệ trực tiếp với em qua số hotline 0969 732 822. Đấy, để em tư vấn trực tiếp cho các bác về những cái mẫu sản phẩm đồng hồ này. Đấy, cảm ơn các bác rất là nhiều vì đã ngồi đây quan tâm theo dõi. Lời cuối thì chúc các bác thật nhiều sức khỏe. Đấy, trong thời điểm hiện tại thì nắng mưa thất thường tại Hà Nội thì chúc các bác thật nhiều sức khỏe, luôn có nhiều niềm vui trong cuộc sống để mình tiếp tục với công việc, tiếp tục với những cái niềm đam mê của mình. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Em xin cảm ơn.